Đây là con đường dân sinh ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng giờ đây nó lại bị cày nát bởi hàng chục xe bồn lưu thông bất kể đêm ngày. Con đường xuống cấp và không khí xung quanh ô nhiễm tới nỗi người dân ở đây phải gửi đơn cầu cứu. Tuy nhiên, khi phóng viên vào cuộc điều tra, phía sau con đường xuống cấp này là nơi dẫn đến những âm mưu và thủ đoạn đen tối. Đường xuống cấp, không khí bị ô nhiễm. Người dân phản ánh là do việc nấu tái chế dầu nhớt thải lậu của ba cơ sở xung quanh. Mỗi ngày xuất xưởng hàng chục ngàn lít dầu thành phẩm đưa đi tiêu thụ ở Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây. Cả ba cơ sở này đều ở cuối đường sông Mây 4, có khu vực thưa thớt nhà dân được bao phủ bởi những cánh rừng tràm. Cả ngày lẫn đêm, hàng chục ống khói từ các lò nấu dầu cao hơn 10 mét liên tục nhả khói đen nghi ngút. Tại các ngã rẽ dẫn vào cơ sở tái chế luôn có người cảnh giới, chỉ cần khả nghi nhóm người này lập tức bám theo. Để vào được bên trong các cơ sở nấu dầu phải vượt qua cổng khung sắt bằng tôn cao hơn 2 mét chắn giữa đường sông Mây 4, ghi dòng chữ khu quân sự cấm vào. Thực chất, nhóm nấu dầu ngang nhiên